Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho, từ trời cao đầy ước mơ. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người vỡ đây bao năm ngược xuôi con
lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con chứ hiểu gì đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bốn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con chứ hiểu gì đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Thank you.
Căng 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 că
trường. Bây giờ vô đứng hai bên. Đừng có là người đã đến
trước lên xa có bọc lòng đau đớn không nguôi nhớ gì đeo khăn này mặc áo trắng này thâu to lòng đau lơi lề hồng mỏ thành biết thấm nghiêng mình cúi lại cha hiền chân lòng con dài rủi phiền chiếc mây tiếng nhớ cơ tới lần này ta đến tâm tan tay u minh thành lục đạo tâm hồn quá coi cảnh hoa tình đồ ta tiếp nhận
Tây Phương cực là thế giới ai đi đà Phật Nam Mô Siêu Làm Đồ Bồ Tát Nam Mô Siêu Làm Đồ Bồ Tát Nam Mô Siêu Làm Đồ Bồ qua bên này hết luôn rồi. Thank you.
Phật. Thầy phải cho ra cái ông Bồ Tát đại diện tặng ông Bồ Tát chúng mình tiếp độ cho nên ông trung công chứng rõ lấy chứng cứ thì cần chứng viên lâu thường mà già phạm mà thấy đó lúc đó nhưng mà khi trước phút anh Trung ra đi chỉ còn lại biết anh Huyền làm thì em nghe được cái phước để ông sẽ tay một cái cảnh giới nào được sung sướng như cảnh giới này thì cái cõi cảnh giới này là cõi ta là yêu thương xa thì khổ, thù ghét được cửa khổ, còn nó xa thì cũng khổ, cho nên cõi này là cõi khổ thôi. Nhưng mà dứt được cái cõi khổ thì không gì cõi cho vương cực lạc. À, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, và muốn đi là cõi căn đồ văn bay, chứ không phải như cõi này. Khi ra đi thì đón xe cực khổ. Thì mình cầu cái người trong chữ Phật, Phật A Di Đà, Quan Thông Bồ Tát, Đại Nguyện Như Tạng Vương Bồ Tát. Không điểm quan làm tiếp dẫn hương minh ông được đưa sinh mình thay trên đoạn độ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Linh hồn của cha được sanh cảnh giới khác. Từ khi mà đưa cha đi tới ăn nghỉ cuối cùng đó hả? Thì gì muốn khóc bao nhiêu cũng được, nhưng mà trong lúc này không nên khóc. Vì mọi người đến để tham viếng và đưa tiễn cho mình, mà mình khóc thì người ta đến người ta cũng làm trong lòng người ta không được thanh tịnh mà ta bận rộn nữa. Thì cũng quá là cha mình ra đi mình cũng khó, bây giờ mình giác ngộ được lo tu hành là để cho cha mình thanh tịnh ra đi mới khó nha. Tôi chỉ khuyên gia đình giờ ráng cố gắng định tâm à lùi niệm Phật chứ đừng có niệm. Thôi giờ cha mẹ ra đi rồi, giờ chúng ta muốn hoàn làm con cái gì, muốn đền đáp công ơn thân thành dưỡng dục thì bây giờ cha mình ngưng ngang, cha mình ngưng giết thì bây giờ mình phải biết tu nè, bố thí nè, cúng dường nè, kinh nè, niệm Phật đem tâm thành đạo hướng cho cha mình, hướng cho mẹ mình. Chứ bây giờ con nói là bây giờ mấy con khóc nhiều, khóc mà cha mình sống lại thì cũng rất. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Sao cho thơ những lời của cha năm xưa con.
con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong bụng chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Chúng lạy đức công sư giáo chủ Minh Đăng Quang,
kính thầy, các linh đức thầy, để hàng Phật tử xuất gia và tại gia chúng con quỳ trước linh đài và Phật tiền thành tâm cầu nguyện hương linh phụ ông Trương Cung Nguyên Quán là Trung Quốc Sân Quán Đức Thắng Phan Thiết Chú Quán Phú Trinh Phan Thiết Thành Phần trụ thế 79 tuổi lâm chung vào lúc 8:20 ngày 10 tháng Giêng năm Tý Mùi pháp danh Thiện Phẩm. Với bổn nguyện là chúng con nguyện cầu Tam Bảo tộc của thầy phóng điện con lòng từ bi nhiếp thọ thương linh về nơi cõi tình. Hiện vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con đem huyết tâm thành kính chân nén hương cúng dường mười phương chư Phật, chư tổ, chư thầy và tiếp tục tòa tùy phẩm kinh cầu nguyện cầu siêu cho hương linh được nhẹ nhàng thanh thoát. Mô Phật nguyện cầu Tam Bảo chính linh. Giới định đơn giữ quay hương giải quan dài quan tiên kiến hương quan minh dân đại biên quan giới cung dường Tam Bảo cấm mười phương Nam Mô ơn cung dường Bồ Tát Nam Mô ơn cung dường Bồ Tát Nam Mô hương cung dường Bồ Xin Ngài ơn ai đến nay
Siêu sinh về miền Tây phương tịnh độ ngưỡng cầu Tam Bảo Phật tổ thầy phóng điện văn lành tiếp độ hương linh về nơi cõi trần. Nguyện là đem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị buồn
Lòng còn nhớ đến cha, như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thời nào, bên căn nhà ấm êm. Và nhớ những đêm trăng về, cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90, cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa. Và cha khẽ ôm con vào lòng, bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi, con mãi nhớ đến cha. Cha ơi, con luôn nhớ thương cha. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa nghe tin cụ ông Trương Cung pháp danh là Thiện Phẩm vừa mới lâm chung vào lúc 8:20 ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mùi, là tăng phụ của Phật tử Ngọc Đài, toàn thể
Thưa con, Đại Đức Tăng Sư, Thiện Nam Thích Nữ Phật Tử được sự chứng minh và chỉ dạy của Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Cùng Sáng Lập Cát thuộc khu phố 6 của Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết đã cung tụ về nơi gia thất của ông. Trước là để thành tâm chia buồn cùng tan gia hiếu quý, sau đó thắp ba nén hương thành tâm nhất nhật tích dạ thọ trì tâm kinh cầu siêu ngưỡi nguyện ơn trên Tam Bảo chư đàn Bồ Tát tổ thầy cảm ứng chứng minh gia trợ hộ trì cho hương linh phong trương cung pháp danh thiện phẩm hưởng thọ 79 tuổi lâm chung vào lúc 8:20 ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mùi. Nương nhờ ngưỡi nguyện chư Phật tổ thầy chứng minh gia trợ hộ trì cho toàn thể tăng gia hướng hiến được sở cầu sở nguyện thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Bây giờ này xin phép toàn thể tăng gia hiếu quý cho chư tăng và Phật tử tỉnh Sáng Ngọc Cát họ trì phẩm kinh cầu siêu mô Phật. Từ bi quảng đại
chúng con không biết nói gì cho cùng. Tận hưởng, mong cho con nhận cho tăng quý, gia hiếu chúng con thành kính, tận lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể tăng gia hữu quý và bà con quý Phật tử. Hôm nay nghe tin của ông qua đời, sư thay mặt cho toàn thể thiền chủ cùng tăng và quý Phật tử đến trước hết chia buồn cùng gia đình và phụng biểu và tùy đồng phòng kính cái việc kiểm soát hôn nhân của ông sớm được sắp xếp trình độ. Thưa quý gia đình, thì sanh khí từ quy đó là cái quy luật tự nhiên, tức là sanh già bệnh chết đó là một cái quy luật của tạo hóa, không làm sao tránh khỏi được. Nhưng mà gia đình thì cũng không sao mà tránh khỏi thì cái sự bất mãn khó lường đó, mà không làm sao mà còn xúc động với cái sự bất mãn khó lường của một người cha ra đi để lại cho đàn con rất là nhiều sự khó khăn. Thì dù khó khăn và dù có đau khổ như thế nào thì chúng ta cũng nén cái sự đau khổ nó xuống để làm tròn cái bộ phận của một người con hiểu đạo đối với cha đã khó vãng. Thì hôm nay sư xin thay mặt cho chư tăng chúc toàn thể gia đình để nén bớt sự đau khổ và an lạc trong cái nỗi lòng để mà làm tròn cái bổn phận của người con hiện đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Mưa là bộ họ thường hình từng phố phường.
bát vô nhạc người lại đi vô người tân giới vô mình là gì vô đêm trôi qua lòng vẫn nhớ hoài về cha bao năm nhọc nhằn gian nan hy sinh suốt đời cho đàn con cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau lúc con ốm đau người đêm trắng đêm mắt sâu thầm cuồng chăm lo ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương nhớ hoài hình bóng cha già cho con coi ấm đêm thương đêm bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa anh lời ơi cha hiền cha có hiểu con thương cha nhiều lắm cha lại một đêm trôi qua lòng vẫn nhớ hoài về cha bao năm nhọc nhằn gian nan hy sinh suốt đời cho đàn con cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau lúc con ốm đau người đêm trắng đêm mắt sâu thâm cuồng chăm lo nhớ hoài ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương nhớ hoài hình bóng cha già cho con hơi ấm đêm từng đêm bóng cha già nay đã khuất xa về cuối you
còn không biết sao để biết anh lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Mong cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Nhưng hơn tình con không biết sao để biết thành lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Con cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào. Di ca chuyện trung vô bây giờ đèn nó cao luôn. Xem ra đó hai đứa đi xem ra chết này luôn. Buổi sáng đó. Thank you.
hoa màu, dòng đời bao nhiêu đổi thay. Nhìn lại mái tóc cha yêu nay đã bạc màu, cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn. Nhiều gian lao hy sinh, cuộc đời cha luôn mong sao được nhìn con sống yên vui, khôn lớn nên người. Từ sâu trong trái tim con cảm ơn cuộc đời. Đôi tay cha ngày nào đưa nôi du con một thời, đôi tay cha ngày nào dắt con những bước đi đầu tiên. Con quên sao từng ngày thơ ấu bên cha thuở nào, những giấc mơ tuyệt vời luôn có hình bóng cha yêu. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Thank you.
Bác Bồ Kim Cang Tam Bảo Hộ Trì chứng minh
Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con đem hết tâm thành kính dâng nén hương cúng dường mười phương chư Phật, chư Tổ, chư Thầy với bổn nguyện lành họ trì phẩm kinh bổn tôn đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát với bổn nguyện để cầu nguyện cầu siêu chư hương linh chương cung Nguyên Quán Trung Quốc, Chú Quán Đức Thắng Phan Thiết, Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận, trụ thế 79 tuổi, lâm chung vào lúc 8:20 ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mùi, phát danh thiện phẩm, được thừa tư công đức cầu nguyện và thọ trì phẩm kinh bổn tôn đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát hôm nay, mà nương ngôi thần của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong mười phương pháp giới để tiếp độ hương linh về nơi cõi tình. Vậy giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con đem hết tâm thành kính dâng nén hương cúng dường Tam Bảo Mô Phật. Chư đạo theo tư tâm năng lành cùng phan giới chúng sanh cầu phân từ gia hồn tâm bồ đề kiên cố chí tu hồng vững bền xa về cội nguồn mẹ chúng quay về bờ giác nam mô ơn cúng dường bồ tát nam mô ơn cúng dường bồ tát nam mô dường Bồ Tát Ma Tát Đồng Ván Dương Vô Thường Ba Coi Chẳng Hay Bằng Thầy Dạy Trong Trời Người Cha Lành Chung Bốn Loài Quý Đại Bồ Tát Đại Hành Phố Hiền Bồ Tát Hồ Văn Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chư Tôn Đánh Lễ Nam Mô Tây Vương Cường Làng Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Lịnh Đại Tổ Sư Đức Tôn Sư Giáo Chủ Minh Đăng Quang Giác Ninh Đức Thầy Giác Lâm Nhi Vị Trưởng Lão Cùng Chư Tiên Long Thần Ngộ Phá Bác Bồ Kim Cang Tam Bảo Trì Chứng Minh. Tăng quy mạng lệ hữu minh giao chủ bồng tôn địa tạng bồ tát ma ya tạng lại đấng từ bi giao chủ địa là dạy chân tăng chưa đủ cõi thượng với nam nội mấy tam thúy ơn gửi hoa vô văn vô mấy chân hoa bao số công đường thành vì nay ba rằng địa tăng đến đi đường chư văn ba đời đồng tên chuồng mười phương bờ ta chung trên thượng nay con thành ca biển nhân di đời khen địa tăng đức vô lượng lòng từ do chưa hắn làm tài bao số kim độ thế hiền đại cao nghiêm căn soi liền tội căn
Thank you.
Nam Mô Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con đốt nén tâm hương thành tâm kính lạy ơn trên Tam Thế Chư Phật ba đời chứng minh. Kính lạy Đức Tôn Sư Giáo Chủ Minh Đăng Quang chứng minh. Kính lạy Giác Linh Đức Thầy, Giác Linh nhị vị trưởng lão cùng chư thiên long thần hộ pháp Bát Bộ Kim Cang Tam Báo hộ trì chứng minh. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mùi, để tiếp tục bộ kinh Địa Tạng với bổn nguyện làm công đức thọ trì phẩm kinh bổn tôn đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát hôm nay để góp phần cầu nguyện cầu xin chư hương linh của ông Trương Tung nguyên quán Trung Quốc, xin quán Đức Thánh Phan Thiết, trú quán Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận, trụ thế 79 tuổi năm chung vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mùi, pháp danh Thiện Phẩm Đức Thừa Tư Công Đức, lời cầu nguyện thọ trì phẩm kinh hôm nay mà siêu sinh tịnh độ, ngưỡng cầu mong Tam Bảo Phật Tổ Thầy phóng điện quan lành từ bi nhất tòa chứng minh cho lời cầu nguyện chúng con nay thành tựu viên mãn. Vậy vào giờ này chúng con đeo cái tâm thành kính dâng nén hương cúng dường mười phương chư Phật, chư Tổ và chư Thầy. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương vân thân mười phương cúng dường ngôi tâm bào đại đoàn đời giữ đạo theo tư tâm năng lành cùng ban giới chúng sanh cầu phân từ gia hồn tâm bồ đề kiên có như tô hồng vương bền xa để còn hoàng mẹ chúng quay về bờ Bye.